à? Đừng phải ngáo ra coi quay phân bắp coi. Em bắp nè. Em bắp nhìn trong tivi kìa, bắp đẹp lắm á. Em bắp của tôi nè, tạo ra một cái món ăn rất là đặc trưng mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Linh xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đã rất lâu rồi mình không có ra video mới cho mọi người xem. Có up lên YouTube chăng nữa cũng là những video cũ xen lẫn với những video mới. Vì mỗi khi mình về quê làm video rất là khó khăn mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật bình yên nhất, nghe người ta không có hát karaoke. Chứ thường khi mình về định làm video thì người ta hát karaoke sùm, mình không có làm video được nha. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người đi vào bếp để làm món cá rô kho răm nha. Bây giờ xin mời tất cả mọi người mình xem cây trong vườn nhà mình à. Đây là cây mai mà nó có hoa, xong rồi nó có trái nha mọi người. Còn đây là cốc thái nha. Mọi người có nghe tiếng ve nó kêu không? Báo hiệu mùa hè. Và đây, phía trước đây là cái cây xương rồng bằng tay á mọi người. Cái cây này trị về xương khớp rất là hay ha. Những ai mà bị đau cột sống nè, đau cái gì gân ngón chân nè, dùng cái cây này nè đắp lên cái vết đau rất là hay ha. Còn phía bên đây cái cây có trái hồng hồng này là người ta gọi là cái cây muối, có người nói là cái cây này nấu siro nè mọi người, rất là ngon luôn. Còn đây là những cái cây lá tím mẹ mình với anh dâu mình trồng nhà đam nè, rất là nhiều luôn. Nói chung mà nói vậy dài người kia nhiều lắm mọi người, chỉ quay đại khái cho mọi người xem thôi. Bịch rau răm này mình mới vừa mua ở ngoài chợ về để kho cá rô, chứ không phải ở nhà mình trồng nha mọi người. Rau răm này có hai loại, một loại lá dài và nhám, còn một loại nữa lá ngắn và mịn. Ở quê mình trồng, dùng để ăn hộp vịt lộn hoặc là ăn gà xé phai. Rau răm này lên dạng tròn giống như cái dĩa, người ta gọi là rau răm dĩa. Trên cái lá nó có cái vệt màu nâu nâu, rau răm này rất là thơm. Tỏi ra mình bỏ vô trong cái bịch nè. Mình đặt ra luôn. Mình dùng khoảng 1 kg cá rô để kho rau răm nha mọi người. Thường thường cá rô này người ta kho tộn. Hôm nay mình sẽ làm một cái món mới một chút xíu. Mình sẽ mang đi kho rau răm nha. Mình sẽ bỏ vào trong đây, mình ướp hết cho nó rộng, nó dễ ướp mọi người. Tỏi này lúc nãy mình đã đập dập nè. Bây giờ mình bỏ vào đây luôn, ướp chung luôn ha. Mình cho vào đây một ít nước mắm. Cá kho này mình ướp nước mắm nó ngon nha mọi người. Một ít đường. Mình ướp một cái xíu thôi. Và một ít bột ngọt. Đây là một ít hành phi nha mọi người, mình bỏ vào đây luôn. Mình ướp cho nó thơm. Cái hành phi này nó rất là thơm mọi người. Mẹ mình lúc nào cũng có một cái hũ hành phi á, để dùng để ướp thịt cá khi kho mọi người cho nó thơm. Mình đã ướp gia vị vào cá như thế này nè. Mình để khoảng 10 phút cho nó ngấm gia vị rồi, và sau đó mình mang đi kho ha. Mọi người xem những con cá nè, nhìn rất là ngon luôn.
Mùi thơm của rau răm xộc lên mũi làm cho mình liên tưởng đến cái món hột vịt lộn nè, cái món gà xé phai nè. Hấp dẫn hơn nữa đó là cái món bánh tráng trộn. Món này trẻ con rất là thích luôn. Người ta có thể tận dụng rau răm để chế biến rất là nhiều loại thức ăn, chẳng hạn như là rau răm kho cá kèo nè, rau răm ăn cùng với lại hột gà nướng nè, rồi rau răm trộn gỏi nè, rau răm trộn cùng với là rau sống ăn rất là ngon. Rau răm rất là ngon luôn mọi người. Nghe mùi rau răm thơm nhớ hột vịt lộn. Bây giờ mình sẽ dùng rau răm này để kho cá nha. Khoai và bắp, hai cái đứa này nó chơi với nhau khá thân. Khoai thì nhỏ tuổi hơn bắp, luôn lúc nào nó cũng nhường bắp. Chắc có lẽ khoai là chó đực, còn bắp là chó cái, nên lúc nào nó cũng nhường con bắp. Tụi nó chơi với nhau thân và thương nhau lắm. Mình bắt nồi lên bếp cho nó nóng đi. Mình bỏ vào đây một ít đường mọi người để mình thắng nước màu á. Cái cách thắng nước màu này rất là truyền thống nha mọi người. Hồi xưa giờ mẹ mình cũng thắng nước màu bằng cái cách này nè, để kho cá. Khi mình thấy nước màu nó hơi vàng vàng à mọi người, bây giờ mình sẽ bỏ cá vào ha. Cá nào nãy giờ mình ướp được khoảng 10 phút rồi nè, giờ mình sẽ bỏ vào. Cá này lúc nãy giờ mình ướp được khoảng 10 phút rồi mọi người. Gia vị bây giờ nó đã ngấm, mình sẽ bỏ vào trong đây. Mình thắng nước màu á, nó hơi vàng vàng thôi nha mọi người. Đừng có thắng nó khét quá. Khét quá một lát đó, con cá của mình khi mà kho xong á thì nó sẽ rất là đen. Nếu mình thắng cái màu nó không tới á thì con cá nó trắng bách à, nó không có đẹp. Nên cái màu nước màu nó vừa vàng vàng á là mình bỏ con cá vào là được rồi. Mình sẽ chế vào đây một ít dầu ăn để cho cá nó có cái độ bóng và béo mọi người. Mình để mức lửa nhỏ nhất nha mọi người, để cho nó ngấm gia vị một hồi cho con cá nó cứng ha. Mình mà mở lửa to quá thì con cá nó chưa chín mà nó đã khét rồi. Mình đổ vào đây một chút xíu nước thôi mọi người, để cho cá nó chín ha. Vì con cá nó to quá mình sợ nó không chín á. Mọi người nhìn món cá rô kho rau răm của mình nè. Nhìn này, cái màu nó rất là đẹp luôn. Mình kho lúc nãy giờ thì cá nó cũng đã chín rồi mọi người. Bây giờ mình bỏ vào đây một ít tiêu ha. Tiêu xay. Mình cũng bỏ hành lá và ớt vào luôn nha mọi người. Nhìn cũng rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ bỏ rau răm vào luôn ha. Rau răm lúc nãy giờ mình cũng đã rửa sạch rồi. Giờ mình bỏ vào. Mình trải lên trên lớp mặt đó mọi người. Cá thì cũng đã chín. Bây giờ mình sẽ trải rau răm vào ha. Mình rải rau răm lên trên mặt đó mọi người. Nhìn cho nó hấp dẫn. Mọi người xem mình bỏ rau răm vào cái nồi cá nè. Nhìn không thấy cá đâu hết, rau răm chảy lên mặt đó mọi người, nhìn xanh rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đậy nắp vung lại nha. Thank you.
mình vừa hoàn thành xong. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng mình thưởng thức xem hương vị nó như thế nào nha. Món này lần đầu tiên mình làm đó mọi người. Thường thường thì cá rô người ta kho tộ chứ không có ai kho rau răm. Chắc đây là lần đầu tiên có một mình làm món ăn hơi lạ mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Thịt con cá rô ngọt. Cái hương vị nó giữa cái rau răm, con cá rô, tiêu hành tỏi ớt, nói chung là nó hòa quyện lại thành một cái mùi, tạo ra một cái món ăn rất là đặc trưng mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Cá kèo thì kho rau răm, cá rô thì mình mang mình đi kho rau răm, rất là lạ. Cá rô này có lẽ là cá rô nuôi á mọi người, chứ không phải là cá rô đồng nữa. Nếu mà cá rô đồng mà ăn cái thịt nó rất là chắc, nó ngon. Mời tất cả mọi người nha. Cái gạo của mình đang ăn cơm nè. Cái này giống như gạo cà đung đỏ hồi xưa á mọi người. Nhưng mà mẹ nói là do người ta chà lứt quá đó, cho nên nó có cái màu gạo nó ngà ngà như thế này, giống như gạo lứt á mọi người. Mẹ nói gạo này nấu cháo rất là ngon, mà nấu cũng mềm cơm. Lâu lắm mình mới được ăn lại cái gạo này mọi người. Để mình ăn xem thử rau răm mình cặp với miếng thịt của con cá rô qua nha. Mời tất cả mọi người. Nghe cũng lạ lạ. Có dịp nào mọi người làm ăn thử. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người thấy phía sau lưng của mình có cái cây có trái hồng hồng không? Cái cây này người ta dùng để nấu siro á mọi người. Còn bên cạnh đó là có cái cây xương rồng bằng tay á mọi người thấy không? Cái cây này nó hỗ trợ về xương khớp rất là hay ha. Những ai bị gai gót chân nè, bị gai cột sống, bị thoái hóa cột sống, nói chung là những gì liên quan tới xương khớp thì dùng cái cây xương rồng này đắp lên cái chỗ đau rất là hay ha. Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về cái cây xương rồng bằng tay hay còn gọi là xương rồng lưỡi trâu này thì hãy tìm hiểu trên Google. Hôm nay mình làm món cá rô kho rau răm cũng đã kết thúc video. Nếu mọi người thấy video mình hay, ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Bây giờ thì bye bye.